điểm mình và làm mịn da. Ừ. Nếu mà anh chị nào mình đang có một làn da sần sùi nè, mình rửa mặt xong da mình. Ok, 3, 2, 1, lên điêu. lên. Dạ rồi, lên điêu sửa mặt rồi các chị ơi. 99k điêu này hiện tại chỉ Bao nhiêu điêu có đấy? bao nhiêu điêu ạ? 200 điêu. 99k là full size như này phải không? Trời ôi, ơi, nó chị quá sợ đúng không? Ôi, chị sợ. Cho mà cho thật tình 200 điêu. Khiếp thật. Ủa xong rồi, xong rồi, coi như xong rồi. Xong rồi đấy. Chị ơi, chị thử đi. Chị lại mình thử đi, mình thử không ạ? À? Tay mình để cái tay của mình thế này nè. Đó. Em bị vòng hay sao? Mic của MC thì... MC gọi là MC được không? Dạ được, chị gọi em gì cũng được chứ. Nãy chị nói em gọi chị là em, chị gọi em là bé mô mà. À bé mô, không bằng viên là bằng người con. Chị gọi em bé mô. Bé mô. Chị nói hả? Anh không, anh không gọi em, anh không gọi em là bé mô cơ. Như này đi hỏng rồi. Rửa mặt đi ạ, rửa mặt, rửa mặt. Anh Kiến ơi, em đã tìm được cái đối thủ của anh Kiến rồi. Bé mô. Bé mô. Thơm nha, thơm. Anh Tiến có thể gọi em là bé mô không? Bé mô hả? Dạ bé mô. Bé mô hả? Bé mô. Mô. Dạ bé mô. Good đi mô. Mô mô. 99k mấy à, vẫn đang còn. Mô mô. 200 điều, cái này 200 điều. Mô mô. Từ là anh. Nó hết hàng rồi, hết rồi hay sao ấy? Dạ. Ô mô làm gì nữa? Dạ vâng, ô mô. Còn không? Ô mô. Dạ. Nhiều nha. Dạ sao còn đây, còn đây. Hết rồi nhá là quá. Ủa hết rồi hả? Ủa? Ủa hết rồi hả? Các anh chị mình xem nè, cái em này là bọt rất mịn nha. Em này là bọt mịn. Hết rồi hả? Hết rồi, trời ơi. Kiếm đi. Cái ba đeo kính mặt cười. Cho xô thì nhưng mà giá ổn định đấy. Mà em cứng kiểu giống như là mấy bà này ok quá. Đấy, anh mang kiếm giá tí là xoan nha, xoan cho anh vào đó. Đó, nhắc là phát lừa chị em mừng. Có trang điểm chứ. Có, đi trang điểm. Anh cứ trang điểm luôn đi, anh đợi em xíu nha. Hôm nay có bây giờ mình lên sửa mặt xong trang điểm nha. Hay là mọi người như thế nào ạ? Cho thêm đi. Cho thêm đi. Hết hàng luôn rồi. Bây giờ cái gì còn hàng mình chơi một cái điều đó nữa cuối cùng nè, mình tính cười. Serum được không? Làm lại serum được không? Mình ở trong kho có 200 chai nha. Serum nha. Test đi chị. Cả kho có 200 chai á. À dạ, dạ dạ. Thôi, lát để chờ xem là nhãn hàng xem có cho thêm điều hay không thì bây giờ em sẽ lên tiếp cho mọi người serum là đây, glycolic. Em rất là thích test cái này. Đây mấy chị ơi, đây là nước nha mấy chị nha. Đây là nước lọc. Các chị ơi, đây là nước lọc. Và tụi em sẽ cho vào đây là bofidin, là một hoạt chất nó giúp làm oxy hóa trên bề mặt da chúng ta. Và cũng như là oxy hóa tất cả các sản phẩm và tất cả các bề mặt. Nó đã chuyển vàng. Đúng không ạ? Đã chuyển vàng. Anh nằn vào đây cho em. Nằn vào đây xem nào. Nặng anh bây giờ nó ra màu gì hay như thế nào? Anh nặng đi à? Nước trắng. Anh nặng đi thấy nó bất ngờ lắm. Nó lạ lắm. Bác anh muốn bao nhiêu giọt cũng được. Anh cho hết vào cho em. Xong anh cho vào. Thì em này sẽ làm dòng sản phẩm giúp làm cho làn da mấy chị trở nên được trong sáng hóa về mặt da. Và giúp làn da chị trở nên được sáng hơn và đều màu hơn. Sau đó anh giúp em lắc nó lên. Lắc nhẹ nó lên thôi. Anh lắc nó lên. Dạ anh lắc nó lên giùm em. Tiếp không? Anh lắc, anh phải lắc theo luôn. Anh phải lắc theo. Lắc mày. Wow. Đấy như ảo thuật đấy nhá. Tuyệt vời ha, tuyệt vời quá. Ảo nhỉ. Đấy. Đã cái bình như này tôi mở ra cho các bạn xem là đúng không? Không. Dạ. Cầm như thế này thì quá rồi anh ạ. À dạ. Anh bỏ cái gì vào thì nhanh như thế nào? Ồ, hay không này? Sáng đúng không mấy chị ơi? Rồi. Nó giống như là cơ chế đang hoạt động trên bề mặt da chúng ta. Đã được. Đã anh ha, đã ha. Đã không? Đã. Màu vàng đã kiểu màu sắc tốn. Đã không? Melanin. Dạ. Glycolic acid vào mắt nó sẽ... Dạ, đúng rồi. Đó. Dạ, nó là vậy đó ạ. Rất là tuyệt vời. Tươi ha, trẻ ha mọi người ha. Xuất sắc. Dạ rồi. 315. Bao nhiêu ạ? 315. 315 là rẻ hơn nãy không? Rẻ hơn nãy nhờ? 315, lúc này là 308. À. Có hơn nhau có mấy đâu mà. Hơn nhau có. 7.000 thôi. Ít thôi. 7k nha. 7k thôi. Mọi người cho em xin 7k, xin thêm 7k. Nãy giờ mic vẫn vẫn alo alo à. À bẩn. Bẩn còn. Vẫn có quà tặng. Như là nói cái mic này có quà tặng. 30 điều full size mọi người. Khi mua cái em full size 30ml này, sáng hỗ trợ sáng da mở thâm nha, sẽ được tặng thêm nước tẩy trang và một mini serum mini. Sau khi nhận được cái bộ này thì mọi người sẽ không được rồi, dạ hết cái đó rồi. Mày được tặng thêm mà. 30 điều. Bao nhiêu? 30 điều. Xin lỗi chị, dạ xin lỗi nãy chậm lo, lỗi mất, dạ xin lỗi chị. Chấp nhận lời xin lỗi này. Vậy là trong lúc đó là chúng ta
Hãy ngăn tay ra. Gu gu anh Tiến. Vậy hả? Gu lu. Miếng bé mà gọi là này nọ như em vậy hả? Ờ vậy hen. Dạ rồi, cho dù các chị em mình ơi, sử dụng em này sáng da đều màu bật tông mà tươi trẻ trên da nghe. Ủa, 30 chai nữa chưa? Mình đếm 30 chai luôn chị ạ. Lên chưa ạ? Hết rồi. Hết rồi. 30 chai, 30 điều thế này. 30 điều nữa rồi ạ, 30 điều nữa rồi ạ. Full size nha, được tặng thêm một cái chai glycolic acid này full size nha mọi người. Serum hỗ trợ sáng da. Thôi, khi nào sang điểm gọi vào nhá. Rồi anh ấy đi. Sắp rồi anh, sắp rồi ạ. Dạ, sắp rồi đấy. Đến năm rồi đó. Anh đang làm việc với công ty Hoàng Tiến ở bên ngoài một tí. Công ty mới thành lập à? Hai thằng làm, ba thằng ăn hả? Không, bây giờ thêm một thằng ăn nữa rồi. À, bốn thằng ăn. Bốn thằng ăn. Một thằng một con nữa ăn. Rồi hết chưa chị? Hết 30 điều chưa? Rồi lên make up đi. Hết rồi đấy. Trời ơi nhanh quá. Rồi bây giờ có cho thêm được cái điều nãy giờ mặt nãy không? Giờ có thấy bán nó toàn tặng điều đấy chứ. Toàn tặng thôi. À make up đi, lên make up đi anh Tiến. Trời ơi lâu rồi. Bởi vì là anh Tiến mà make up kiểu, anh Tiến ơi 2-3 tiếng không ăn một lần là anh Tiến sẽ kiểu mặt nở đấy. Xong rồi môi thâm lên các kiểu. Ồ vậy hen. Thế này để make up cho anh Tiến này. Mình đi vệ sinh nghĩ là mình quay lại. Rồi mấy chị ơi, và bây giờ chúng em sẽ đến với tiết mục make up. Và kèm theo đó chúng ta sẽ có những sản phẩm make up của L'Oreal Paris nha mọi người nha. Chị đã mời được một chuyên gia make up ở L'Oreal Paris ở Pháp luôn. Về đây để make up cho anh Tiến. À, nghe biết được là tô trang điểm á. Dạ, trang điểm anh. Em ngồi đây đi. Dạ, anh ngồi giữa đi nè. Anh ngồi giữa đây, tụi em đứng cho. Dạ rồi, tụi em đã mời về đây một chiếc là... make up của L'Oreal Paris. Trên đây thì... một chuyến bay thả từ cầu trên trên thả xuống. Chiến thần anh là chiến thần... Hai. Không, em cứ đứng đây, make up được anh đứng sau lưng. Đây là chuyên... chuyên thí nghiệm. Thí nghiệm ở trên mặt. Nếu mà... từ dầu cổi đến mọi người gọi cái từ yêu thương thì gọi là chiến thần các sản phẩm. Dạ. Nếu mà gọi theo cái cách dân gian ngày xưa thì gọi là chuột bạch. Dạ rồi đấy, hai đi. Đầu tiên có hai cái gọi ạ. Xin chúc mừng anh đến với Sila chuyển sinh của tụi em. Ok Sila L'Oreal Paris. Đầu tiên em xin được phép sử dụng nước tẩy trang lên trên bề mặt da của mình để có thể lau đi các em này là những cái vệt dầu trên bề mặt da của chúng ta để mình một lát mình make up cho thật đẹp anh nha. Xinh phải xinh đấy nhá. Dạ rồi sẽ rất xinh ạ. Rồi và em sẽ được phép mình đã lau sạch những cái lượng dầu thừa trên bề mặt da. Và rồi chúng em sẽ lên đây tiếp tục đó chính là em serum HA. Ủa và sao vậy đẹp đấy chứ nhờ. Khi mà dùng khi mà make up thì mọi người nên dùng serum HA hoặc là kem dưỡng hoặc là gì đấy, không là bị mốc nền nha mọi người. Dạ rồi mình hoa lên đây giùm em nha. Đây spa của L'Oreal Paris, anh thấy spa dịch vụ anh em thế nào ạ? Ừ, tuyệt vời đấy, nghe. Anh thấy những đôi tay của chúng em có mềm mại và có giúp được cho làn da của mình trở nên được căng bước hơn không ạ? Không những tay mềm mượt mà giọng nói này ấm áp lại hay. Giọng em ấm lắm. Dạ rồi, dạ, em cảm ơn nhiều ạ. Dạ, em cảm ơn quý khách. Và em mới vừa sử dụng serum A lên trên mình, cảm nhận serum A được nồng lên da mình thế nào ạ? Anh... nó kiểu mà mát mát răm răm ấy nhỉ? Mát mát tươi tươi mát mát. Dạ đúng rồi. À, đúng không? Anh chị ơi, serum A vẫn có trong giỏ hàng nha. Và bây giờ em xin được mời chuyên gia makeup sẽ makeup cho anh nghe. Em sẽ đứng kế lên và thuyết trình về những sản phẩm của chúng ta sẽ có ngày hôm nay. Rồi ok mọi người ơi, cái em serum HA này thì khi trước khi mọi người sử dụng cái khi mọi người trước khi makeup á thì mọi người sử dụng cái lớp HA này lên để nó giúp cho mọi người có cái độ ẩm trên da mọi người, thì mọi người đánh nền lên nó sẽ rất là mướt luôn và nó sẽ không có bị tình trạng là gây mốc nền trên làn da của mọi người luôn nha mọi người ơi. Thì hiện tại á thì đó, khi mọi người sử dụng serum HA xong là mọi người có thể sử dụng makeup liền luôn nha mọi người, chứ không cần đợi thời gian nghỉ trên da nữa đâu, đúng không anh? Đúng rồi. Anh thấy nào? Chơi luôn thôi. Chơi luôn đi ha. Anh đang không dùng quá. Trời ơi mình ngại gì mình không thử đúng không ạ? Và bây giờ chúng mình sẽ thử những sản phẩm đầu tiên nha mọi người nha. Mình sẽ tiếp tục cho anh là cái gì, anh muốn cái gì đầu tiên, anh nghĩ là cái gì đầu tiên em? Kem nền. Kem nền đúng không? Rồi, mình đánh HA xong mình phải xài lên kem nền nha mọi người ơi. Kem nền thì tông da của anh thì em sẽ chọn cho anh là màu số chắc là 125 nha. 125 thì nó tiệp với da của mình nè. Chẳng hơn à. Nó sẽ tiệp với da anh luôn á. 125 là one on the tông. Dạ đúng rồi, mỗi người nửa mặt đi ạ. Dạ vâng. Thế là như nào? Chịu đi, anh cứ ngồi đi. Là chỉ mới nhấp một nửa thôi đúng không? Ok. Dạ, mình nửa thôi ạ. Ok. Anh Linh nửa.
Thế mới biết được cái sự phát biệt là khác biệt đúng không? Ok. Cái này nóng ruột lắm đây này. Rồi ok. Đâu. Rồi mọi người, mọi người thấy nè, cái chất kem nền của em này thì nó sẽ rất là mỏng luôn nha mọi người. Khi mà tán lên da thì nó rất mỏng nè. Đó. Rồi, kem này thì nó sẽ có độ che phủ rất là cao trên này nha mọi người luôn. Rồi, cái này khi mà mọi người có thể sử dụng bằng tay mọi người tán nền cũng được luôn nha mọi người. Cái chất kem nền rất là dễ tán. Em chắc phải cho thêm mặt anh nhiều lỗ lắm. Đây. Dạ, không sao, để em làm. Anh nắm hơn nữa không? Anh nói đầu tiên mọi người sẽ cái này trên là da đã phát cao, mọi người thấy cái da nó các bạn đúng nha mọi người. Rồi đây mọi người phải apply cái kem nền ở vùng trung tâm nè, sau đó mọi người tán nhẹ ra đó. Có cái gương nào không cho em mượn cái gương không? Gương đâu, một lát sau mình thấy vậy mình bất ngờ anh. Mình như vậy mình sẽ bắt đầu mình bất ngờ với những gì mình nhìn thấy. Đây kem nền Infallible Master Cover 32 giờ này của nhà Lauren Badic thì nó sẽ có độ che phủ rất là cao trên làn da mọi người luôn nha. Và rất là dễ tán mọi người thấy không? Đó, nhà sử dụng bằng tay, nhà tán cũng được luôn á mọi người. Đây. Rồi. Anh nhìn lên giúp em nha. Nhìn lên chứ không phải nhìn em à? Nhìn lên. Và cái em này cho em đang có mọi người ơi, và cái bệnh mình hôm nay tụi em đang có những chiếc deal sốc cho chị em của mình luôn. Là hiện tại em này đang có giá cực kỳ ưu đãi chị em mình luôn với dòng sản phẩm kem nền. Mình đang có giá sốc trên livestream tụi em đang là từ giá 359.000 khuyến mãi còn lại. Còn giờ là giảm 150.000 anh ơi. Giảm khuyến mãi tới 159.000 đúng mấy chị ơi. Và nếu mấy chị mua hàng trong livestream của em ngày hôm nay á, tụi em sẽ có nhiều màu cho anh chị mình sử dụng. Giống như là tụi em sẽ có những cái bảng màu nha mọi người nha. Tụi em sẽ có bảng màu như sau: màu 110 sẽ dành cho làn da sáng trắng, và màu 125 dành cho làn da trung bình sáng, 128, 105 sẽ dành cho làn da ngâm nha mọi người nha. Cho nên những chị nào mà anh nào mà da ngâm thì cho mình dùng 105 giùm em hen. Và ôi trời ơi các anh chị ơi, mình khi mà mình sử dụng kem này lên á là một cái lời nó giúp làn da mấy chị trở nên được tươi trẻ hơn, đặc biệt nó kiềm dầu. Với những chị em chúng mình đó các bạn đang có ở Việt Nam của chúng mình, đó là những kem chúng ta đang ở Việt Nam của mình, thì mình sẽ có cái lượng dầu thừa rất là nhiều trên bề mặt da. Vì thế mình cứ việc dạ đèm hồi tới dạ đèm rồi này. Và các bạn mình thấy là nếu mà chị em chúng mình ở Việt Nam đó là mình sẽ có lượng dầu thừa khá là nhiều. Cho nên các bạn mình nên có một cái em kem nền này giúp làm kiểm soát lượng dầu nguyên một ngày dài cái gì luôn. Và cái bạn này khi mà các chị sử dụng á, các chị cũng có thể là mình có thể đánh bằng tay luôn đi, nó sẽ rất là tiện luôn nè mọi người. Đó, và cũng sẽ rất là tiện nha. Và em này sẽ che được cả khuyết điểm trên bề mặt da của mình luôn. Và khi mà các chị em mình sử dụng cái em này á, nếu mà làn da dầu nó sẽ không làm tổn thương bề mặt da của mình nữa nha mọi người nha. Rồi, và các bạn mình nên tranh thủ mua hàng trong livestream của tụi em luôn. Và nếu mà bây giờ mình mua hàng trong live của tụi em á, các chị mình sẽ được nhận ngay một cái ưu đãi đang là 259 và được khuyến mãi miễn phí hoàn chỉnh luôn. Đây, anh Linh cho các bạn xem thử trên bề mặt da của mình đi nè. Sau đó thì đâu? Gì? Của mình khác cái tiếng nè. Dạ, của mình có khác không ạ? À? Anh lên xem thử về mặt da của anh lên xem thế nào. Được rồi. Wow. Đẹp hơn đây à? Đúng không? Bôi chưa? Đâu gương đâu, gương đâu em? Gương cái gì? Nhìn camera cái gương. Thử camera giùm em nha. Ôi, anh lên khác cái đẹp của mình luôn không? Không nhìn cái gì đâu. Ôi, ô. Nhanh nhỉ? Ôi, nhanh. Đâu, anh khoe mặt nó này mà. Cô biết chết thì chán nhỉ. Thế là trắng da ai đúng không? Trắng của anh là lạ lắm. À, anh Linh là nó bảo đẹp màu da luôn nè mọi người. Thế còn qua anh Linh là mình sẽ đẹp màu da luôn đúng không ạ? Là như nào? Yeah. Rồi, một bên chúng ta bây giờ em cứ nói đi. Bây giờ một bên của mình nè, anh Linh đã dùng được phân nửa da rồi. Thì anh Linh thấy cái trải nghiệm của em này thế nào? Đúng. Quá ấy à. Sao nhanh vậy nhỉ? Ừ, thế là cái mặt này là nhanh nhỉ? Rồi, cái này vậy là xong rồi đó anh. Cái này mình sẽ tay. Kiểu giống như là khi mình sử dụng lên da thì nó sẽ cho mình cái lớp độ che phủ trên da của mình những cái khuyết điểm. Đúng đó, rồi. Che được những cái khuyết điểm trên còn da. Còn là nó lướt lên đúng không? Dạ, đúng rồi. Nên lên là lên. Chịu nhưng mà nhìn nửa mặt thì chắc một người nhỉ? Cho nửa môi son đi em. Cho chiếc nửa môi son đi nha. Rồi. Em có thể test thử cho anh Tiến một cái màu son đó mà nó phù hợp với anh Tiến. Tự nhiên thôi. Bây giờ mà đi quay cái gì là cầm cái lọ này là đẹp. Dạ đúng rồi. Hôm qua nó phủ nền này, quay lên nó đẹp này đúng không? Dạ đúng rồi. Không cần make up nhiều. Dạ. À. Dũng nguyên ngày luôn. Ồ, ok.
Và các anh chị ơi, và ngoài ra Laura Maris tụi em sẽ còn có thêm dầu gội và kem xả nữa nha mọi người nha. Cho nên là ngày hôm nay nếu mà chị em chúng mình đó muốn thì sẽ có một tiết mục gội đầu ở đây, các anh chị mình cứ việc bình luận cho em chữ gội cho mọi người hen. Thì tụi em sẽ